Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Sáng tạo hay mỗi ngày. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mà quấn biến áp 3,5A đến 25A nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành bắt tay vào làm. Đây là cái cựa dây 35A 0,35 nhé. Hoàn thành xong con máy này rồi mọi người nhé. Đó, đây. Bây giờ mình sẽ đi sạc thử cho mọi người xem nhé. Nó kêu ở cái lá này này, đó, mình không chèn là nó sẽ kêu nhé. Rồi, ok, thì chiếc máy sạc mình đã hoàn thành rồi mọi người nhé. Đó, mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share và nút đăng ký kênh bên dưới nhé. Bye bye, xin chào tạm biệt mọi người.